Xin chào tất cả các bạn. 100 bàn thắng đẹp nhất 2020 của các cầu thủ, siêu phẩm kiểu xe đạp chống ngược của tiền đạo Rodrigo Diaz tại V-League vừa được đề cử trong giải bàn thắng đẹp nhất thế giới 2020. Cú ngả bàn đen được chân sút 26 tuổi người Chile thực hiện trong phút thứ 61 trận Quảng Nam hòa Sài Gòn 2-2 tại vòng 11 V-League 2020. Nhận được đường truyền dài từ đội trưởng Đinh Thanh Trung bên hành lang cánh phải, dù phải xoay sở giữa vòng vây của các cầu thủ đội khách Sài Gòn, nhưng tân binh Rodrigo của Quảng Nam vẫn khống chế được bóng điệu nghệ bằng vai trước khi tung người móc bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Pha làm bàn thuộc dạng xưa nay hiếm của Rodrigo khiến cầu trường sân Tam Kỳ dậy sóng thán phục bởi bàn thắng đã mắt. Tờ Mundo Deportivo Tây Ban Nha lập tức đề cử pha bóng lập công của Rodrigo cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2020. Cùng điểm lại 100 bàn thắng đẹp nhất năm 2020 của các cầu thủ. Hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh cũng như theo dõi những video tiếp theo nhé. Các bạn fan của Ronaldo ơi, hãy nhanh tay nhấp vào link đăng ký được đặt ở dưới phần mô tả để có cơ hội sở hữu ngay chiếc áo với giá ưu đãi nhé. Đại dịch Covid-19 đã và đang làm cả thế giới điêu đứng và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Các giải đấu quốc nội bị tạm hoãn, thậm chí là hủy bỏ. Cầu thủ, huấn luyện viên thì bị cách ly suốt một thời gian dài. Tuy nhiên dù gián đoạn là thế, nhưng mùa giải 2019-2020 vẫn chứng kiến vô số những siêu phẩm bàn thắng từ những đôi chân thiên tài của những người nghệ sĩ sân cỏ. Và hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những pha lập công hoàn hảo ấy ngay sau đây. Real Madrid đã giành chiến thắng trong trận cầu tâm điểm vòng 29 La Liga nhờ vào khoảnh khắc lên tiếng của các ngôi sao Real, trong đó Benzema đã lập một cú đúp. Và đây là một trong hai pha lập công của Benú trong trận đấu này. Từ pha chuyền bóng bên cánh phải vào vòng cấm của Asensio, Benzema khéo léo đỡ bóng, loại bỏ một hậu vệ Valencia, rồi khiến huấn luyện viên Zidane hài lòng với pha bắt vô lê chân trái tung nóc lưới đội khách, giúp Real ấn định chiến thắng 3-0. Một pha phối hợp tấn công và ghi bàn vừa tốc độ nhưng cũng vô cùng đẹp mắt của các cầu thủ áo trắng. Ở tình huống này, dù số 7 nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành, nhưng anh vẫn nhanh chân khống chế bóng, rồi tung ra cú Rabona đầy kỹ thuật đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đội bạn. Đây chắc chắn là một tình huống quen thuộc đối với những fan của Son Heung-min. Thế nhưng dù xem đi xem lại thì vẫn không thể phủ nhận được sự hấp dẫn của pha bóng cũng như sức hút trong từng bước chạy của ngôi sao xứ Kim Chi. Một pha solo ngoạn mục từ phần sân nhà loại bỏ gần hết đội hình đối thủ để rồi sau đó hoàn tất siêu phẩm bằng cú dứt điểm hiểm hóc không thể cản phá. Nói về siêu phẩm bàn đầu, Cristiano Ronaldo không thiếu, nhưng có lẽ tình huống bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới Sampdoria của CR7 sẽ khiến người hâm mộ nhớ mãi không quên. Một pha ghi bàn vượt ngoài giới hạn của con người và chỉ có siêu nhân Ronaldo mới có thể thực hiện được. Một lần nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng lại pha bóng đỉnh cao ấy.
Trong tình huống này, Salah đã băng lên rất nhanh để nhận đường chuyền dài vượt tuyến của Henderson. Cầu thủ người Ai Cập vượt qua thủ môn Stankovic và tung cú đá bằng chân phải khi bóng tiến rất gần đường biên ngang. Nhưng ở góc khó này, Salah vẫn đưa được bóng vào khung thành của Sambut. Jordan Henderson đã thừa nhận anh không thể tin được người đồng đội của mình là có thể ghi bàn vào lưới đối thủ từ một góc sút hẹp đến như thế. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City không tạo ra quá nhiều cơ hội cho các đồng đội, nhưng anh vẫn thể hiện được đẳng cấp bằng cú sút phạt thần sầu làm cháy lưới của thủ thành Kepa. Pha lập công tuyệt đẹp này giúp tiền vệ người Bỉ có mùa giải thứ 3 cán mốc ghi 10 bàn ở giải vô địch quốc gia mà anh tham dự. Hai mùa trước là các mùa 2012-2013 và 2014-2015. Emre Can đã lập một siêu phẩm tuyệt đẹp trong màu áo của đội bóng Borussia Dortmund ở trận cầu gặp Leverkusen. Phút 33 của trận đấu, tiền vệ người Đức có cú ra chân từ khoảng cách hơn 20m vào góc cao khung thành đội chủ nhà. Quỹ đạo của cú sút này là quá khó để thủ môn bên phía Leverkusen có thể cản phá. Pha lập công này tuy vậy nhưng vẫn chưa đủ để giúp Dortmund có thể chiến thắng trước Leverkusen trong trận cầu có đến 7 bàn thắng. Cộng đồng fan bóng đá Thái Lan từng được một phen lác mắt với pha lập công khó tin của hai cầu thủ vô danh thuộc biên chế câu lạc bộ Nakhon Ratchasima. Cả hai đều đầy khí thế muốn ghi bàn nên cùng vung chân móc bóng. Kết quả là một siêu phẩm đã ra đời. Bóng bay vào nóc lưới Buriram United khiến cổ động viên của Nakhon Ratchasima hò reo trong sung sướng. Nếu là một fan của đội trưởng Tsubasa, chắc chắn bạn còn cảm thấy phấn khích hơn nữa vì tình huống vừa rồi mô tả lại khá hoàn hảo kỹ thuật cross kick mà các nhân vật trong bộ truyện tranh này sử dụng, điển hình là Tsubasa và Misaki. Cuộc đối đầu giữa West Ham và Crystal Palace đã mang đến kịch bản ly kỳ cho những người chứng kiến. Phút 90, tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 1-1, nhưng tiền đạo Jordan Ayew bất ngờ có pha solo ghi bàn xuất thần. Nhận bóng từ ngoài đường biên, chân sút 28 tuổi dọc thẳng vào trung lộ, xoay comba đi bóng vượt qua 3 cầu thủ, trong đó có Declan Rice, rồi lốp bóng nhẹ nhàng đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng quý giá giúp Crystal Palace giành 3 điểm trọn vẹn, còn Ayew nhận được vô số mỹ từ đến từ người hâm mộ. Chân sút Kylian Mbappe của PSG đã tạo ra cơn ác mộng với các cầu thủ bên phía Lyon sau khi anh tỏa sáng với một cú hat-trick. Trong 3 bàn thắng của Mbappe thì có một tình huống anh sút tung lưới đối phương sau pha mở tốc độ chẳng kém vận động viên Điền Kinh, và đây chính là pha bóng thần thánh ấy.
trung vệ Dibat Devrani gây sốc với pha làm bàn duy nhất đúng phút 89 trong chiến thắng 1-0 của Châu FC trước Indian Upros tại giải vô địch quốc gia Ấn Độ. Cụ thể, sau cú đánh đầu phá bóng như kiến tạo của cầu thủ đối phương, Dibat đã trong tư thế quay lưng với khung thành đối thủ, đã tung người móc bóng đẳng cấp, mang về bàn thắng mở tỷ số và cũng là bàn thắng đem về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà. Các bạn vừa chiêm ngưỡng lại những bàn thắng đẹp nhất thế giới ở mùa giải vừa qua. Bạn thích bàn thắng nào nhất thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.